Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 10x Bri. Nghe tất cả các bạn, đầu tiên thì con này mình nói sơ qua con này là tên là Rao. Con này khởi chạy còn một ngày nữa sẽ khởi chạy nha tất cả các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn nhận 10x Bri trước đi. Rồi mình hướng dẫn con cái size này là size để đánh margin nha các bạn. Các bạn click vào cho gạch nè. Rồi các bạn bấm nút sign up nữa nha. Bạn đăng ký nha các bạn. Rồi đầu tiên thì cái này là cái username, các bạn ghi tên của mình, rồi email, số điện thoại vô, chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bắt quạt, rồi cái ID nha các bạn, để tin các bạn bấm chữ register nha các bạn. Rồi nó sẽ gửi về cho các bạn một cái hộp thư sơ, cái hộp thư và hộp thư sơ spam nha các bạn. Đang để các bạn chào mình chút nha tất cả các bạn. Các bạn cố gắng chơi chiến con này kèo này rồi ngon nha các bạn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Rồi các bạn vào webfile.com nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý nha các bạn copy cái link này lại, cái username này lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây mà đăng nhập nha các bạn. Rồi thì mình có tài khoản rồi nên mình đăng nhập nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ cái username nãy vô đăng nhập nha các bạn. Đây mình login nha các bạn. Rồi mình login nha các bạn. Rồi. Sau khi các bạn login, các bạn nhận được 10 USD miễn phí nha các bạn. Con này rồi các bạn chỉ việc lấy đường link chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Con này mới nữa là nó khỏi chạy. Mai mình lót chậm quá. Đây mình xóa cái quảng cáo rồi bỏ ha các bạn ơi. Và video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh margin và rút tiền con website này nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mọi thắc mắc gì các bạn không hiểu cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.